Liên tục chương trình thời sự tối nay là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine là bà Handa Maplia thừa nhận rằng chính quyền Kiev đã thực hiện cuộc tấn công cầu Rum hồi mùa thu năm 2022. Cho đến nay, chính quyền Ukraine vẫn từ chối trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu dài 19 km, dài nhất châu Âu, nối bán đảo Rum và vùng Krasnodar của Nga. Trên kênh Telegram vào hôm qua, Thứ trưởng Maplia viết đã 273 ngày kể từ khi chúng tôi dán đòn đầu tiên vào cầu Rum để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, một chiếc xe tải chở bom đã nổ tung trên cây cầu nối bán đảo Rum với vùng Krasnodar trên đất liền Nga, khiến ba người thiệt mạng, một đoạn cầu bị sập xuống biển. Vào thời điểm đó, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bóng gió về trách nhiệm của Kiev trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ đánh bom cầu Rum là tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Một tuần sau vụ tấn công, cơ quan an ninh Liên bang Nga tuyên bố rằng tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ nổ. Sau đó, Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva sắp tới, NATO sẽ đàm phán nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn tới việc gia nhập liên minh. Trước thêm hội nghị, chủ nhà đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này. Để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva nhiều nước còn cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến như Đức triển khai 12 hệ thống tên lửa Patriot, hệ thống phòng không NASAM, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Các nước thành viên cũng thiết lập lực lượng đặc nhiệm và tăng cường trực thăng cho hội nghị trong bối cảnh dự trù khả năng xảy ra các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Litva Gitanas Naus cho biết, các nhà lãnh đạo từ 40 quốc gia đang chuẩn bị đến Litva, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo đồng minh NATO khác, sẽ là vô trách nhiệm nếu bầu trời không được bảo vệ. Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu ngày thứ 500 diễn ra cuộc xung đột Nga Ukraine và giao tranh vẫn tiếp diễn. Vài ngày trước, Mỹ thông báo sẽ gửi bom chùm tới Ukraine, mặc dù hơn 100 quốc gia bao gồm các đồng minh Mỹ trong NATO đã tham gia công ước Oslo cấm loại vũ khí này. Việc cung cấp bom chùm, một phần của gói an ninh trị giá 800 triệu đô la Mỹ, được đưa ra sau những yêu cầu từ lâu của Ukraine nhà phân tích quốc phòng Mike Zool, phóng viên của ấn phẩm quốc phòng Defense News có trụ sở tại Mỹ, viết trên trang CNN rằng động thái của Mỹ được coi là đạo đức giả khi trước đó đã lên án việc sử dụng loại bom này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield từng mô tả bom chùm là vũ khí sát thương đặc biệt, không có chỗ trên chiến trường. Tháng 2 năm ngoái, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng sẽ là một tội ác chiến tranh nếu Nga sử dụng bom chùm. Thứ sáu vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói, chúng tôi nhận ra rằng bom, đạn trùm gây hại cho dân thường từ vật liệu chưa nổ. Đây là lý do chúng tôi chỉ hoãn quyết định càng lâu càng tốt. Các loại đạn thông thường cải tiến kép DPICM mà Mỹ dự định gửi cho Ukraine là đạn cỡ 155 ly. Vấn đề trong việc sử dụng vũ khí này không phải là tất cả bom đạn con đều phát nổ. Khi đó chúng trở thành bom mìn, gây nguy hiểm đến dân thường, đặc biệt là trẻ em. Rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc, cũng như đòi hỏi việc rà phá bom mìn nguy hiểm tốn kém. Một nghiên cứu do quân đội Mỹ thực hiện năm 2000 cho biết các loại bom đạn con M-42 và M-46 có tỷ lệ không nổ là 14%, còn thử nghiệm năm 2004 giảm tỷ lệ này xuống còn 2%. Bà Mata Hutado, phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm thứ Sáu cảnh báo, việc sử dụng những loại vũ khí như vậy nên dừng lại ngay lập tức và không được sử dụng ở bất kỳ nơi nào. Công ước Oslo về bom đạn trùm được hơn 120 quốc gia tham gia, được viện dẫn trong các lập luận chống lại việc chuyển giao vũ khí này cho Ukraine. Ông Tobias Elwood, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Anh, kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định của mình, mà theo ông là lựa chọn sai lầm và sẽ làm mất thiện trí quốc tế. Việc sử dụng chúng để lại bom mìn chết người trên chiến trường, giết chết dân thường rất lâu sau chiến tranh. Ông Maizio kết luận việc sử dụng bom đạn trùm có thể là vũ khí giúp Ukraine tăng tốc giành lại phần đất của họ, nhưng nó cũng cho phép Ukraine bắn sâu vào lãnh thổ Nga nếu muốn và đó không phải là cách để chấm dứt cuộc xung đột. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày trong nỗ lực ổn định quan hệ song phương. Phát biểu với báo giới trước khi rời Bắc Kinh, bà Yellen bày tỏ tin tưởng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển và có thể xây dựng mối quan hệ lành mạnh dựa trên sự công bằng, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tại cuộc báo, Bộ trưởng Gaveland đã mô tả các cuộc gặp giữa bà với giới chức cấp cao Trung Quốc trong khu khổ chuyến thăm là thực chất thẳng thắn và hiệu quả, nhằm giúp ổn định mối quan hệ song phương vốn thường xuyên rạn nứt cũng như là bước tiến trong nỗ lực của hai nước nhằm đặt quan hệ Mỹ Trung trên nền tảng vững chắc hơn. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận giữa Mỹ và Trung Quốc còn tồn tại bất đồng lớn và hai bên cần có sự trao đổi rõ ràng và trực tiếp. Bà nói: "Tổng thống Mỹ Joe Biden và tôi không nhìn nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua lăng kính xung đột quyền lực." Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước cùng phát triển. Theo bà, Mỹ và Trung Quốc có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm, tìm cách chung sống và chia sẻ sự thịnh vượng toàn cầu. Tổng thống đắc cử của Paraguay, ông Santiago Pena thông báo sẽ thăm Đài Loan Trung Quốc trong tuần tới và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Trên trang Twitter, Tổng thống Pena thông báo sẽ thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau đó đến Đài Loan để gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, Ông viết, chúng tôi sẽ soạn thảo một chương trình nghị sự quốc tế tập trung trong những ngày tới, mang thông điệp đất nước và người dân Paraguay sẵn sàng cho những điều tuyệt vời. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết trong chuyến công du từ ngày 11 đến 15 tháng 7, tổng thống Benna cũng sẽ gặp phó lãnh đạo Đài Loan, Lại Thanh Đức và trưởng cơ quan kinh tế Vương Mỹ Hoa, chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ Đài Loan Paraguay. Tổng thống Benna sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng 8 tới. Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ với hãng tin Reuters rằng ông Lại Thanh Đức có thể dự buổi lễ này với tư cách là đại diện Đài Loan. Thưa quý vị, hôm nay Triều Tiên lên tiếng chỉ trích việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đảm bảo an toàn cho kế hoạch của Nhật Bản trong việc xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức Bộ Bảo vệ Môi trường nước nhấn mạnh, việc xả nước sẽ có tác động bất lợi nghiêm trọng đến cuộc sống con người an ninh và môi trường sinh thái tuyên bố viết hành vi của iaea là bảo trợ và tạo điều kiện cho nhật bản thực hiện kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ là không thể tưởng tượng được ngoài ra luật quốc tế không quy định cơ quan giám sát hạt nhân có quyền cho phép quốc gia hoặc khu vực xả chất gây ô nhiễm hạt nhân bình nhưỡng cũng chỉ trích tổng giám đốc iaea rafael rossi khi tố cáo việc thực thi quyền hợp pháp theo đuổi chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trong khi phớt lờ hành động của Nhật Bản nhằm gây nguy hiểm đến tính mạng và an ninh của loài người. Hôm qua, ba vụ nổ súng khiến ba người thiệt mạng trong vòng chưa đầy 12 giờ ở thành phố Seattle, bang Washington. Vụ đầu tiên xảy ra sau 23 giờ 30 đêm 7 tháng 7 ở khu phố Sodo, vụ thứ hai vào dạng sáng 8 tháng 7 ở Letchi, bên hồ Washington, và vụ nổ súng thứ ba xảy ra vào sáng cùng ngày cũng tại Sodo, còn tại New York, tay súng 25 tuổi đã lái một chiếc xe tay ga và bắn vào bốn người ở các quận Brooklyn và Queen. Một cụ ông 87 tuổi thiệt mạng và ba người còn lại bị thương. Thành phố New York đã ghi nhận 482 vụ nổ súng trong nửa đầu năm 2023. Còn trên toàn nước Mỹ, theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn, hơn 22.000 ca tử vong do bạo lực súng đạn. Thưa quý vị, tại Hàn Quốc, xu hướng cụ bà kể chuyện đang trở nên phổ biến. Những ký ức thời thơ ấu đã được tái hiện một cách sinh động qua cách kể chuyện của các cụ bà. Các câu chuyện trở nên mê hoặc đậm chất truyền thống. Ngày xưa ngày xưa, ít mẹ sống với ít con. Ngày xưa ngày xưa, cụm từ kỳ diệu ngay lập tức đưa các em mẫu giáo lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích và dân gian, vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Cụ bà kể chuyện một dự án đang tái hiện các câu chuyện cổ trong một không gian mới. Cô bé mẫu giáo Lena Dion cho biết, Hôm nay chúng em được nghe kể chuyện ít cây rất vui. Cậu bạn học Yoji Han nói: Em rất thích nghe bà kể chuyện hơn là đọc sách ả. À? Sáng kiến của bà kể chuyện bắt đầu vào năm 2009 với 30 cụ bà tham gia. Đến nay nó đã trở thành một dự án hàng đầu được bộ văn hóa nước này tài trợ với hơn 3.000 thành viên thu hút những tâm hồn trẻ thơ tại hơn 8.600 trung tâm chăm sóc trẻ em trên toàn quốc. Dự án không chỉ thúc đẩy sự tham gia xã hội của người cao tuổi, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa dân gian truyền thống và di sản văn hóa của Hàn Quốc. Bà Ban Yong Hee cho biết, có nhiều câu chuyện mà chỉ cụ bà kể chuyện mới có thể chia sẻ với các bé. Điều này sẽ không thể tìm thấy trong sách. Đó là lý do tại sao dự án này nên được tiếp tục để trẻ em biết và nhớ đến những câu chuyện cổ tích đầy cuốn hút. Dự án xây dựng những nội dung hấp dẫn, pha trộn giải trí và bài học cuộc sống có giá trị thông qua những câu chuyện vượt thời gian và sắp tới cụ bà kể chuyện một phần của văn hóa Hàn Quốc giới thiệu những câu chuyện truyền thống của xứ Kim Chi đến bạn bè quốc tế. Ông Park Jong Chan, Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: Chúng tôi dự định sản xuất video kết hợp lời kể của cụ bà kể chuyện kèm phụ đề tiếng nước ngoài. Chúng sẽ có sẵn trực tuyến thông qua các trang web của Viện Kinh Chê Trong và YouTube.